Kính hiển vi kỹ thuật số các bạn ạ. Và hôm nay mình cùng các bạn sẽ xem với chiếc kính hiển vi kỹ thuật số này nó có những cái gì và nó dùng để làm gì. Đây là một quyển sách hướng dẫn sử dụng này. Đây, nó là một chiếc màn hình. Mình thấy nó ghi là Andota. À, đằng sau đây nó còn có cái kính này. Đây này. Rồi, chút nữa mình sẽ cùng các bạn xem cái này nó dùng để làm gì. Họ cho chúng ta tiếp một cái kính. Đây là cái kính ký hiệu là L. Dây cáp, rất nhiều đầu cắm luôn. Một cái đầu để điều khiển. Các cái phụ kiện. Ở đây nó có một cái thanh để đỡ bằng nhôm. Và cái này là cái gì đây? Cầm nặng tay phết. Cái này khả năng bằng sắt. Có hai cái đèn led các bạn ạ, hai cái đèn led. Thì cái này nó là cái đế. Ok, đã hết, không còn cái gì. Cái việc lắp đặt thì nó cực kỳ đơn giản thôi. Các bạn nhìn thấy đây, sau khi mà lắp đặt xong đây. Và với chiếc kính hiển vi kỹ thuật số này thì các bạn có thể quay màn hình theo cái góc tùy ý nhá. Rất tiện luôn. Và chúng ta cũng có thể là quay cái trục đỡ này. Chúng ta có thể nâng lên nâng xuống cái thấu kính này bằng cách vặn cái này. Kéo xuống này. Lên này. Và chúng ta vặn cái ốc này để chúng ta chốt cứng nó lại. Đây là hai cái đèn led này, nó chiếu sáng này. Ở dưới thì chúng ta có thể thấy nó có hai cái đỡ này, nhưng mà thông thường nếu mà các bạn sửa điện tử thì các bạn bỏ nó đi cho nó khỏi vướng. Và nếu các bạn mà muốn ghi hình lại thì ở đây nó sẽ có một cái khe cắm thẻ nhớ này, các bạn cắm thẻ nhớ vào đây. Đây là một cái màn hình 8,5 inch và các cái nút bấm điều khiển này. Về cái ống kính của nó thì họ cho sẵn cho chúng ta hai ống kính. Một là cái ống kính A này thì nó lắp sẵn vào đây. Và ống kính A này là có cái độ phóng đại lên tới 200 lần. Ngoài ra thì họ còn cho chúng ta một cái ống kính L. Thì ống kính L này nó sẽ cho ra cái độ phóng đại ít hơn là khoảng 80 lần thôi. Và các bạn muốn thay giữa cái ống kính A và ống kính L này thì ở đây nó sẽ có hai cái chốt này. Các bạn vặn hai cái chốt này ra. Và chúng ta rút nó ra thôi. Thì đây chính là cái ống kính A này. Chúng ta sẽ gắn ống kính L vào. Thì khi mà các bạn gắn thì các bạn để ý ở đây nó có cái lỗ này. Lỗ để chúng ta bắt cái ốc để giữ ống kính này. Thì chúng ta dùng ốc chúng ta bắt giữ nó lại là ok. Đấy, tương tự các bạn bắt nốt cái ốc như này. Để sử dụng được thì các bạn sẽ sử dụng một cái dây cáp mà hãng cho kèm đây. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có hai cái đầu như này. Thì một đầu sẽ cắm vào màn hình các bạn nhé. Đây đằng sau màn hình này nó sẽ có cái đầu cắm này, cái đầu cắm micro USB này chúng ta cắm vào đây. Rồi một cái đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm xuống đáy để cấp điện cho hai cái đèn led này. Ok, như vậy là chúng ta đã cấp điện xong. Và đầu còn lại là cái đầu USB này thì các bạn sẽ dùng một cái cục sạc điện thoại 5V 2A các bạn cắm, hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái cục sạc dự phòng, chúng ta cắm nó vào. Mình cắm vào nha. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy này, đèn led sáng rồi. Đèn led sáng, đấy màn hình đang khởi động này. Rồi, nó khởi động xong là nó đã vào trong rồi. Thì trên cái dây này nó sẽ có một cái núm điều khiển này. Thì ở đây là có một cái nút nguồn này, các bạn nhấn một lần thì nó tắt đi này. Nhấn lần nữa thì nó sẽ bật, nó khởi động lại này. Và hai cái nút cộng trừ ở đây là cái nút điều chỉnh cái độ sáng của cái đèn này các bạn nhé. Đây mình sẽ tăng giảm độ sáng này. Đây là tăng này. Các bạn nhìn thấy, đây là tăng độ sáng này. Đây là giảm này.
Đây, nếu như mà các bạn dùng để sửa chữa điện tử thì các bạn nhìn thấy này, cái mạch mà chúng ta nhìn bằng mắt thường đây, những cái linh kiện lít nhít này rất chi là khó nhìn luôn, kể cả các số, ví dụ như con linh kiện này chẳng hạn này, đọc rất chi là khó đọc số luôn. Nhưng mà các bạn cho qua cái này, bạn nhìn thấy chưa, nhìn trên màn hình rõ nét chưa. Các bạn sẽ điều chỉnh cái đèn led này vào cái vị trí mà chúng ta cần soi, hai cái đèn led này nó rọi ánh sáng vào. Sau đó là các bạn sẽ di chuyển tới cái vị trí mà chúng ta cần soi. Ví dụ như đây, các bạn nhìn thấy cái con mã số này nó rất rõ luôn này. Đấy, rất chi là rõ nét luôn nhá. Còn cái con nhỏ nhỏ đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây con nhỏ nhỏ này, bạn nhìn thấy rõ từng số một luôn. Đấy, 263 rất rõ luôn. Ở phía dưới này nó sẽ có một cái nút chỉnh này. Khi mà các bạn nó thấy không nét thì các bạn chỉnh cái núm này. Đây ví dụ nó mờ mờ này thì các bạn sẽ chỉnh cái núm này để làm sao tới khi mà nó nét nhất. Đấy, đây là nó nét nhất rồi. Các bạn để ý trên màn hình nó có cái mũi tên này, thì đây là hai cái nút để điều chỉnh zoom kỹ thuật số nhá. Bình thường hình ảnh nó như này, nếu các bạn nhấn một lần thì nó zoom lên 2x này. Nhấn lên một lần nữa thì là zoom lên 4x này. Thì tối đa zoom kỹ thuật số là sẽ zoom được 4x và các bạn sẽ nhả trả về này. Như vậy là nó vừa zoom quang học và vừa zoom kỹ thuật số. Và các bạn có thể là hàn xì ngay trực tiếp ở trên đây cũng được, không vấn đề gì. Cần thiết thì các bạn sẽ dùng những cái tấm cao su chịu nhiệt. Đây, những cái tấm cao su chịu nhiệt này. Các bạn đặt lên đây. Và bắt đầu các bạn hàn xì thoải mái luôn. Bởi vì chúng ta có thể điều chỉnh cái độ cao của cái thấu kính này. Rồi, bây giờ mình sẽ soi cho các bạn cái đồng 500 này. Cái đồng 500 là cái đồng giá trị cao này. Nó mới có nhiều cái hay này. Các bạn nhìn thấy chưa? Những cái số này cứ tưởng nó là cái nét mực thôi nhưng mà nó là cái số in rất chi là nhỏ luôn. Đây này, các bạn nhìn thấy cái số 500 này, các bạn nhìn thấy cái hàng mực xanh xanh dưới này nó lít nhít như này. Đố các bạn nhìn bằng mắt thường nhìn kỹ thì mới mới thấy đấy. Mắt bạn nào tinh thì mới nhìn thấy, chứ còn nhìn mà để xa xa này là cứ nghĩ nó là một cái vạch mực xanh xanh. Đây này, như chỗ này mình sẽ soi lên đây cho các bạn xem này. Các bạn nhìn thấy không? Nó rõ ra từng số luôn như này. Đây mình để chỉnh nó nét nhá. Đấy, rõ nét cực kỳ luôn này. Những cái số này là số 500 ngàn, in rất nhỏ luôn nhá. Để xem là soi cái đồng 500 này nó còn có những cái gì không. Đây này, cái số to 500 nó cũng rất nhiều các cái hoa văn này. Đây, chữ 500 ngàn đồng thì các bạn nhìn thấy chưa? Mực nó không phải là mực đều hết mà nó có lốm đốm trắng nữa. Mình sẽ lật cái đầu mặt này nhé. Mặt này thì các bạn cũng nhìn thấy là đầy hoa văn. Các bạn nhìn thấy cái hoa văn, cái huy hiệu này. Đấy, thì xung quanh đấy này, nó cũng có chữ này. Đấy, chữ này rất lít nhít nhá. Các bạn như dùng mắt thường thì các không thấy đâu. Rất chi là lít nhít luôn. Đây này, cái chữ số 500 này nó có ghi chữ VN này, nhỏ xíu luôn, mắt thường thì không không nhìn thấy. Hoặc là bạn nào mắt tinh lắm thì các bạn nhìn thấy được những cái chữ lít nhít như này, nhưng hầu hết là mọi người không để ý hoặc là không nhìn thấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Một cái đồng 500 này. Đây cái chữ 500 này, ở bên trong của nó ghi chữ VN VN. Lít nha lít nhít luôn. Đấy thì các bạn thấy được rằng là cái công dụng của cái kính hiển vi này nó cực kỳ hữu ích trong quá trình mà chúng ta sửa chữa điện tử này, hoặc là chúng ta đi soi tiền, hoặc là chúng ta sẽ quan sát những cái vật nhỏ. Đây mình sẽ mở ra cho các bạn xem này. Thì phía trên của nó thì nó gồm có hai phần. Cái phần này nó là cái màn hình các bạn nhé, màn hình 8,5 inch. Thì đây là cáp lên màn hình này, đây là cáp ra cái bàn phím này. Thì hai cáp này nó sẽ kết nối vào cái bo mạch này. Đây cáp màn hình này, cáp bàn phím này. Một cái bo mạch khá nhỏ luôn. Còn phía dưới này nó chính là cái cảm biến hình ảnh. Các bạn nhìn thấy này, ở đây nó có nút vặn này, thì nó sẽ đẩy cái cảm biến lên xuống này. Mình đã mở cái nắp chụp lên để cho các bạn xem về cái cảm biến bên trong này. Đây mình sẽ xoay này, thì các bạn nhìn thấy ở bên trong nó sẽ có một cái cảm biến, nó sẽ đẩy dần lên đúng không ạ? Đấy, đây chính là cái mắt cảm biến này các bạn nhé. Cảm biến hình ảnh đây.
Đây cái mạch của nó này thì nó có cái chụp bảo vệ này, chống nhiễu này. Thì đây là cái mặt chính của nó. Bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái con vi xử lý này. Con này chính là cái con nó sẽ điều khiển chung. Mã số các bạn nhìn rất rõ này đúng không ạ? Còn đây là mặt sau của nó thì không có gì nhiều cả. Rồi, mình cũng vừa mới chia sẻ và giới thiệu cho các bạn một cái kính hiển vi kỹ thuật số. Mã con này là AD209. Mình thấy là cũng khá ok, đáp ứng rất tốt cho cái công việc mà sửa chữa điện tử. Hoặc là các bạn nào thích chơi sưu tầm tiền hoặc là soi những cái vật nó nhỏ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.